bà Hồ Thị quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bỏ cạn Nam có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Cẩm Sơn và Hương Mỹ. Đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin với cử tri tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, kỳ họp dự kiến tổ chức trong 3 ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua 27 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Cử tri hai xã bày tỏ sự phấn khởi và thống nhất cao với các nội dung đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quyền trình bày đồng thời đã nêu lên nhiều ý kiến thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình về các vấn đề như xây dựng cầu đường trong thực hiện giao thông nông thôn, giá cả nông sản không ổn định ảnh hưởng cuộc sống người dân, tệ nạn xã hội và tuyến điều trị khám chữa bệnh cho nhân dân kết thúc buổi tiếp xúc cử tri các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu hội đồng nhân dân hai cấp và các ban ngành quyện xã giải trình thỏa đáng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tiếp thu các ý kiến của cử tri yêu cầu lãnh đạo từng địa phương kịp thời tháo gỡ giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân đồng thời ghi nhận các ý kiến cử tri để phản ánh tại kỳ họp hội đồng nhân dân tới